Nhà văn hóa xóm Kim Trung, xã Nghi Ân, thành phố Vinh là địa điểm mà các thành viên tổ tự quản hàng ngày họp thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Xóm có hơn 100 hộ dân. Một số trường hợp diện F2 đã được cách ly tại nhà từ trước. Hôm nay, nghe tin chị Đào Thị Tình vừa qua có về quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đón con, nên tổ tự quản đã đến để xác minh lại. Thì chúng tôi đã đến từng nhà, gõ từng cửa để truy vết các cái người mà có đi làm ăn xa cũng như là đi từ vùng dịch về. Thì chúng tôi vừa thông báo vừa đến dùng những các cái thông tin là bắt buộc là phải đến khai báo y tế. Còn tại khối 67 phường Hồng Sơn, do địa bàn tiếp giáp chợ Vinh, chợ đầu mối phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Vì vậy, các thành viên trong tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 của khối thường xuyên bám sát các khu dân cư, thực hiện rà soát, giám sát, phát hiện những người ra vào địa bàn, nhất là các gia đình có người cách ly tại nhà. Như vậy là thường xuyên đi trong cái tổ nhóm đó, mà mỗi tổ như vậy khoảng 30 hộ đến 35 hộ. Thì như vậy là thường xuyên kiểm tra và có sự trong ngày thì có sự hội ý và báo cáo về tổ trưởng. Đồng thời là để nếu có những trường hợp nào mà có nghi ngờ là chúng tôi toàn bộ tổ để cử người, đặc biệt là tổ trưởng và các cái đồng chí liên quan đến để mà kiểm tra về cái tình hình như vậy. Và chính vì lẽ đó cho nên có những người có ý định, ví dụ ý định mà cảm thấy ngại không khai báo thì chúng tôi cũng sẽ truy vết được. Hiện nay tại 328 khối xóm trên địa bàn thành phố Vinh đều có tổ tự quản phòng chống COVID-19. Mỗi tổ có 6 đến 7 thành viên, bao gồm khối, xóm trưởng, mặt trận tổ quốc, công an viên, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, phụ nữ. Hoạt động của tổ tự quản đã góp phần quan trọng hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc điều tra, truy vết, giám sát trong cộng đồng. Từ đó, xác lập nhanh, khoanh vùng kịp thời địa điểm có đối tượng lây nhiễm COVID-19. Những trường hợp cần phải đưa đi cách ly để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu dân cư. Hiện cái việc là giám sát, kiểm tra các cái hộ cá nhân, mà do vậy cho nên là cái thời gian qua trên địa bàn xã Nghi Ân công tác phòng chống dịch khá tốt, được nhân dân vào cuộc rất là mạnh mẽ, đồng thời là nắm rất chắc các cái đối tượng là F1 thì cho đi cách ly tập trung tại trạm y tế ở trường mầm non, F2 thì cách ly tại nhà, và những đối tượng theo dõi sức khỏe cũng được lập sổ để rồi theo dõi. Ở đây thì trong cái quá trình mà thực hiện chỉ thị 16 thì có những nhiệm vụ cấp bách, có những nhiệm vụ nó có tính là thần tốc và quyết liệt hơn. Tuy nhiên trong cái thực hiện chỉ thị 15 thì trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng phải thực hiện công tác giám sát người dân, giám sát tổ dân cư trong thực hiện cái chỉ thị 15 đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn cho người dân thực hiện cái 5K, tuyên truyền, vận động, và đặc biệt là trong những cái trường hợp mà phát hiện ra những cái vi phạm á, thì chính tổ COVID cộng đồng này cùng phối hợp với các cơ quan chức năng để xử phạt các cái vi phạm. Thành phố Vinh đang thực hiện chỉ thị số 15 giãn cách xã hội và đã dỡ bỏ 9 trên 14 chốt kiểm soát ra vào địa bàn, bỏ xét nghiệm y tế đối với việc đi lại của người dân nội tỉnh từ ngày 7 tháng 7. Việc kiểm soát đi lại do đó được nới lỏng. Hơn lúc nào hết, vai trò của các tổ tự quản trong phòng chống dịch COVID-19 chính là những lá chắn cần được duy trì, phát huy trách nhiệm, giám sát vì sự an toàn của cộng đồng, xã hội.